chào quý vị và các bạn. Từ nay đến hết tuần này, hầu khắp Bắc Bộ đều phổ biến tạnh ráo, thời tiết ấm áp với xu thế nhiệt độ tăng tuyến tính lên từng ngày. Dự báo mức nhiệt cao nhất tại Bắc Bộ trong 2 ngày tới lần lượt là từ 24 đến 27 độ trong hôm nay, ngày mai và đến ngày Chủ nhật là từ 25 đến 29 độ. Dự báo từ khoảng đêm 21 sang đến ngày 22, tức là đêm Chủ nhật sang thứ Hai đầu tuần tới, Bắc Bộ sẽ lại đón một đợt không khí lạnh mạnh tràn về gây mưa rét trở lại. Nhiệt độ ban ngày có thể xuống thấp chỉ trong khoảng từ 18 đến 22 độ, về đêm là từ 15 đến 18 độ, vùng núi là từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi còn dưới 8 độ. Trong xu thế nhiệt tăng nên hôm nay thủ đô Hà Nội có tiết trời ấm áp, nắng xuất hiện gián đoạn vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở mức 26 đến 27 độ, đến tối giảm về quanh ngưỡng 20 độ, trời lạnh. Nhìn chung, thời tiết tạnh ráo thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, quý vị chú ý tuân thủ nguyên tắc 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Với khu vực Trung Bộ, các hình thế gây mưa đã suy yếu nên hôm nay mưa đã giảm hẳn, chỉ còn rải rác vài nơi với lượng dưới 10mm. Trưa chiều nay trời tạnh ráo và nắng xuất hiện trở lại, nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên. Người dân nên tranh thủ thời tiết giảm mưa để thu dọn nhà cửa, hong phơi nông thủy hải sản. Đề phòng từ khoảng đêm ngày 22 có khả năng xuất hiện một đợt mưa trở lại. Tại thành phố biển Đà Nẵng, trưa nay trời có nắng nhẹ, nhiệt độ cũng tăng nhẹ so với thời gian qua. Cao nhất trưa chiều nay có thể đạt mức 30 độ. Đến tối giảm về mức chỉ còn từ 25 đến 26 độ. Cùng chung xu thế thời tiết tốt nên hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh mưa chỉ còn xảy ra vài nơi vào chiều tối với lượng không đáng kể. Ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều nay đạt mức 32 đến 33 độ. Đến tối và đêm thời tiết dịu mát với nhiệt độ chỉ từ 25 đến 26 độ. Nhìn chung thời tiết khô ráo ủng hộ cho sinh hoạt của người dân thành phố mang tên Bác. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.